Mày là con chó đúng không? Chó nó thở thì sao? Khi bạn là mèo nhưng cứ bị con sen bắt đóng vai chó. Bạn thường bất lực với con sen vì nó suốt ngày cứ bắt mình giả làm chó, trong khi bản thân mình là mèo. Thế nhưng vì miếng pate canh cá cũng đành đóng vai chó cho nó vui lòng. Đây là bé gấu, bé mèo Anh lông ngắn tai cụp, đang sinh sống cùng con sen có tài khoản Facebook tên Nguyễn Quang Vinh. Hiện tại gấu đang sinh sống ở Vũng Tàu, vì gần biển nên thằng sen nhà gấu khá mặn, cái gì cũng có thể nghĩ ra được để hành hạ thanh xuân của gấu. Mới đây, để giải tỏa niềm đam mê nuôi chó mà gia đình không cho, lỡ nuôi mèo, nên thằng sen đã lôi gấu ra làm trò đùa. Nó bảo sơ sơ rằng nếu không giả làm chó thì xác định mai ăn hạt với xương. Bà tê cắt một tháng. Cây cú thì có cây cú thật, nhưng bao tử kêu giả chó đi thì mình vẫn phải làm. Và cái kết là xuất hiện video này đây. Coi phận làm mèo mà nó bắt giả làm chó, thế có cây cú không cơ chứ. Cũng may là trời nóng nên thở giống chó thật, chứ hôm nào nó buồn buồn bắt giả đóng vai con khỉ thì gấu cũng chả biết phải sống sao cho vừa lòng nó nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.